ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើខកោបងប្អូនខកោនេះគេកំងគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់មកជ្រេតូចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកថែមខ្លះដោយសារប្រដេញខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបាននេះថាខ្ញុំធ្វើឲ្យលើសដើម្បីឲ្យប្រដេញខ្ញុំញ៉ាំបានញ៉ាំដែរអញ្ចឹងណាលើកទី1ដែលគេ order ខកោបងប្អូនហើយធ្វើជ្រេតូចចំនួន60ដុល្លារហើយសាច់ឥឡូវថ្លៃបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដាក់ប៉ានេះតម្លៃ60ល្មមគ្រឿងទាំងអស់នេះ60ល្មមរបស់ខ្ញុំធ្វើគឺអត់មានចំណេញទេទាំងអស់ប៉ានេះថាខ្ញុំត្រូវធ្វើសាច់ពាក់កណ្ដាលនេះហើយនឹងហើយចំនួនខុកហ្នឹងគឺរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងខ្ញុំអានម្ដងហើយឥឡូវប្រេងខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យលើសអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមបានទស្សនាការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំហើយណាមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើខកោហើយខ្ញុំដុតនំប៉័ងញ៉ាំជាមួយខកោនឹងដែរហើយខ្ញុំទិញទៅទិញម៉ាស៊ីនថ្មីចុងបង្ហាញបងប្អូនទិញញ៉ាំម៉ាស៊ីន mixer បាននឹងចង់ដុតនំប៉័ងខ្លួនឯងហើយលើកទិញគេសែលគេកំពុងមកសែលបងប្អូនតាមប៉ុណ្ណាម៉ាស៊ីននឹងទិញនៅថ្ងៃទី10តែអត់ធ្វើអូខេឥឡូវចឹងបងប្អូនចាំតាមដានទស្សនាការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើខកោថ្ងៃនេះបន្លែគឺការ៉ុតនេះកែងជើងគោសរសៃកែងខ្ញុំដាក់ស្រុះសរសៃកែងនេះទៅបងប្អូនដាក់សរសៃកែងហើយបានខ្ញុំដាក់សាច់គោប្រអីសាច់គោវាពណ៌ខុសពីនេះដាក់ទៅវាខូចพลิกกึดบ่าวๆฉนังโตจริงสาจ้ะKitchen Aid 400នៅសល់300សើគេចុះ100ពេញតាំងពីថ្ងៃទី10ម្លេះក៏ប៉ុន្តែអត់មានពេលអត់មានពេលបើកហើយឥឡូវខ្ញុំបើកថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចង់ធ្វើនំប៉័ងពីសើថ្ងៃទី10ស្ទូទៅទិញតាំងថ្ងៃទី10បងប្អូន
នៅហាងនៅ store ផ្សេងផ្សេងថ្លៃអាចដែរចោះហើយខ្ញុំកម្រឃើញចោះអានេះចោះចំឡើង100ដុល្លារច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវគឺនៅសាឡយឯកនគប់ឯងអូយធ្ងន់ណាស់បងប្អូនអើយពេញបងប្អូនណា
chắp đầu ăn phơi á bông bông chán á nhom đặt kêu hai á nhom là ngoa về mình tí tiết hay tục ở về hiện thực trạng tết nhom tôi ở đây nhom mà chán hay đừng đặt kỳ thực ở bông bông ở đây nhom còn trong nhám breakfast nấm băng nhom bông bông cho chết à con trai nhom bị cho chết nhám lê nhở phở phần đằng tới là mô mà nhằm hay ở đây chúng có trong nhằm phở 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 cứ nhằm bàn phở phần đằng ấy ở bên tràn trên đằng tế anh nghĩ đi có quạt ở nhà nghĩ đi đây còn bạp thà còn tục ở bên ngôm tại mình chứng anh bạn ta cái mì vô bóng ổn nè để order cái mì vô nghĩ đi chân hai là nhóm đua tục mà con chan ở đây nhóm nấm băng nhóm chân này bằng phôi này, rụp riêng ở lo thế đôi xa dương ở miền nào, bắt đập ăn trầm trứ, bên tây dương nhắm khuôn ấy nhận đây bằng phôi còn là, hồi từ chân miền rụt chuyện nung nung chăng anh ba này, thế chỉ mới nhóm chụp bài mới bằng phôi này lòng tôn chụp bài, thế nhé, lòng việc pháo, lòng muốn thưa ở đôi chân này bằng phôi đôi xa nhóm bay nung ở đòn nhóm bay mà xa ở đòn chứ dân pra cầm lạng bài hay nằm mà xin khó khní hay nằm mùi chứ dân pra mà xin food processor nó vì mình xâm rạp một chân á hoặc là thơ ban lõ hay nhằm bàn miền đồ chiệt để dân chọn bàn lần cái tính xong rồi bỏ sạch đà ơn á kể là chăm nhâm bê bực bông bồn nung băng tục bê bực bị trong sweat ở hai bên tay bên đây nhưng mặt phồng nhâm ngay đi kể là bực hai bông bồn ní kho cô nhóm cả đại vô máu hay sao tập năng ấy cứ chập tục tập năng thế bông bồn ao kể từng ở hay ní cứ chỉ nung băng nhóm hay chơi bông bồn từng ở kia từ tu tiền breakfast bông bồn breakfast ngày ní hiền ngon tới chơi từng bực món á chăm nhâm thật cay tè màu khoảng cao tới vì miền ngày bao và tên là từ chợ từng phần một môn linh mong phong từng ăn khnì phơi một hộp trong bình nghĩ từng nhà bàn phật tế đó sử dụng mình dùng chữ bế đây kinh lộ bạn này khnì ấy mình nhà khoảng cao tới còn trong hai tháng ngày mong phong và miền tháng ngày hai là giả cái này mình đang không một lục bỏ cái tổng này mình đang không một lục bỏ chân nhắm lôi đã đốt nấm păng luôn ấy, nấm păng hả? Bị lên cái răng sâu kia. Nhâm nấm păng cái té, nên chết chiêm. Lộn tới sân thôi lo mà tên pi mau không có này nhà má đấy nhà má đâu mà nhà má đâu bạn phơi giăng nát phơi cho anh mồm á. Nhóm đặt
អាតាមេរូសោះក្នុងពីកំប៉ុងរៀងចង់ជូនតិចមកកំប៉ុងកន្លះល្មមខ្ញុំដាក់មកកំប៉ុងមិនដំបងវាស្ទើរយើងថែមស្ករបន្តិចទៅល្មមទៅខ្ញុំអត់ចង់ថែមអ្ហ៎ខ្លួនប៉ះហ៎លេងហ៎ញ៉ាំដល់មកដល់ពីរដល់ម្ល៉េះតែគេញ៉ាំបានតែម៉ាស៊ីន kitchen aid ហ្នឹងមកនំប៉័ងមិនបាច់ទិញគេទេបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេអួនកាត់តាជូកាត់តាជូដាក់ករ៉ុតបន្តិចទៅមុំមកបានវិញញ៉ាំផ្អែមវានេះវិញញ៉ាំជូរអែមតិចតិចហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំទៅទៅក្រាប់ទៅអែមសាច់ញ៉ាំយកតែស្លាបព្រាសកត់បែកអោះនំប៉ាំងក៏មកដែរវាហ៎ខ្ញុំតាំងឯងមកហើយអូខូនខ្ញុំចេញមកសិនខ្ញុំសួរគាត់អូ you can take you can take from here ក្រឹតនេះចាំក្រឹតទៅអស់យ៉ាខ្ញុំប៉ាំងធ្វើលមុនវាអត់ឡើងគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអត់សូវឡើងលើនេះនេះមើលដូចនឹងប៉ាំងគេលក់ធម្មតាចឹងនេះនេះដោយសារមានម៉ាស៊ីនវាយត្រឹមត្រូវក៏លមុនខ្ញុំប្រើដៃខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីន food processor វាអត់ speed up ហ៎បាទខ្ញុំធ្វើលក់អាកានេះតូចអា tray តូចហ្នឹង60ដុល្លារអត់ចំណេញទេបងប្អូនពីព្រោះសាច់វាថ្លៃហើយយើងដាក់តិចតួចពេកវាអត់កើតហើយអា attendant នោះអាតសៃសាច់តសៃជើងជ្រូកជើងគោនោះវាថោកវាថ្លៃមែនទែនពី3ដុំ5ដុំរៀលបាទហើយដល់ពេលចឹងហើយល្ងាស់ទៀតល្ងាស់2ម៉ោងទៀតអត់សូវយន្តនេះ
មកឆេនឹងគិតទៅបើសិនជាចំណេញ4 10ដុល្លារអត់មានន័យអីទេហត់ចង់ងាប់បើឆេធំ120អាចចំណេញតិចលើនឹងដាក់បាយខ្នងមកណាស្រួលដែរវាបានក្តៅខ្នងតិចដែរនៅពេលព្រឹកចេះតិចបងប្អូនទៅមកដែរញ៉ាំនំប៉័ងត្រូវមាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំតែតែបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងតែខ្ញុំព្រៃណតតាអស់បងប្អូនមួយចានខ្ញុំចានធំហ្នឹងមានចានតូចហើយវាប្រាក់ធ្វើបងប្អូនអើយឆ្អែតដល់ល្ងាចហ្នឹងប៉ានេះអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះសិនហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី Bye